Xin chào quý vị và các bạn. Bên cạnh vốn với mức lãi suất thấp thì các nữ doanh nhân mong muốn sẽ nhận được những sự hỗ trợ như thế nào ạ trên thương trường? Và ngày 20 tháng 10 thì đã qua rồi, thế nhưng mà không chỉ trong dịp này mà mỗi ngày thì chúng ta vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho phái nữ. Và hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ các nữ doanh nhân trong chương trình Tài chính Kinh doanh sáng hôm nay, cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, tuần qua thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ đầu năm, khi mà cả chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều tăng lên mức cao kỷ lục mới vào ngày thứ Sáu, 18 tháng 10, đánh dấu chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp. Và kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty công nghệ, là động lực chính thúc đẩy sự đi lên của toàn bộ thị trường. Tính chung trong cả tuần qua, thì chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng lần lượt là 0,96 và 0,85%. Chỉ số Nasdaq cũng ghi nhận kết quả tích cực. Các dữ liệu từ FactSet cho thấy là hơn 70 công ty thuộc nhóm S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính hàng quý. Trong đó thì khoảng 75% số công ty này có kết quả kinh doanh vượt dự kiến. Đà tăng của các chỉ số đã làm gia tăng kỳ vọng và phố Wall có thể tiếp tục leo dốc trong tháng 11 này. Tuy nhiên, một số chuyên gia đầu tư thì lại cho rằng là thị trường có thể đang tiến gần đến cuối giai đoạn tăng giá. Còn trên thị trường năng lượng thì giá dầu đã có tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 9, sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và cơ quan năng lượng quốc tế IEA lần lượt hạ dự báo nhu cầu dầu trong năm nay và năm sau. Giá dầu Brent giảm hơn 7%, trong khi giá dầu WTI giảm hơn 8% trong cả tuần qua. Theo dự báo của công ty cung cấp dữ liệu Wood Mackenzie, các nhà sản xuất dầu thô và khí tự nhiên sẽ đầu tư nhiều hơn vào hoạt động khai thác trong năm tới, giữa bối cảnh quá trình chuyển đổi khỏi nguồn năng lượng nhiên liệu hóa thạch đang gặp một số khó khăn. Theo Wood Mackenzie, trong năm tới thì với giả định là giá dầu Brent ở mức là 75 đô la mỗi thùng, đầu tư vào dầu khí của 32 nhà sản xuất lớn nhất thế giới sẽ tăng khoảng 5%, chậm hơn so với các đợt tăng trưởng đầu tư trước đó. Động lực chính thúc đẩy mức tăng đầu tư là việc các công ty đang nhận định rằng quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra chậm hơn dự kiến và có thể dẫn tới nhu cầu dầu khí tăng mạnh hơn trong thời gian dài hơn. Tuy vậy thì các tập đoàn dầu khí vẫn sẽ đổ tiền vào quá trình chuyển đổi năng lượng, trong đó thì nhóm 5 công ty chi tiêu nhiều nhất sẽ đầu tư khoảng 25 tỷ đô la Mỹ một năm cho các dự án năng lượng phát thải thấp. Chính phủ Canada vừa cho biết là các doanh nghiệp nước này có thể nộp đơn đề nghị miễn thuế tạm thời đối với hàng nhập khẩu là xe điện hay là các sản phẩm thép và nhôm sản xuất tại Trung Quốc. Động thái trên được coi là nhằm bù đắp cho những thách thức mà ngành công nghiệp Canada có thể phải đối mặt trong quá trình điều chỉnh chuỗi cung ứng của mình. Việc Canada áp dụng mức thuế 100% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc đã được áp dụng từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, trong khi mức thuế 25% đối với thép và nhôm sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 10. Chính phủ Canada cho biết là sẽ xem xét yêu cầu miễn thuế bổ sung trong trường hợp doanh nghiệp phải phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và chưa thể tìm ra được nguồn cung ứng mới từ nơi khác, phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng đã có từ trước khi công bố mức thuế mới, hoặc là một số trường hợp ngoại lệ khác. Giữa tuần vừa rồi thì nền tảng bán lẻ trực tuyến Temu của Trung Quốc đã phản hồi văn bản của Ủy ban châu Âu yêu cầu Temu phải công khai các biện pháp loại trừ hàng giả hoặc có thể gây nguy hiểm cho người dùng. Hãng cam kết sẽ tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu. Temu cũng như là Shein đều đến từ Trung Quốc, đang ngày càng thu hút được nhiều khách hàng châu Âu nhờ giá bán sản phẩm ở mức thấp. Phóng viên Lê Hồng Quang điểm lại một số bài trên báo chí châu Âu tuần qua. Kính chào quý vị khán giả. Những sản phẩm có giá bán rẻ đến mức khó hiểu từ các nền tảng bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc đang làm đau đầu giới quản lý nhà nước và doanh nghiệp châu Âu. Tờ Fatland ra tại Liechtenstein hôm thứ Năm vừa rồi lấy ví dụ một đôi giày nam giá 5 franc chỉ bằng ly cà phê trong quán, đồng hồ thông minh 10 franc, máy đo huyết áp chưa tới 15 franc. Những mức giá quá hời từ Temu hay Shein hấp dẫn tới mức khó tin, nhưng đúng là từ châu Âu có thể mua được với giá như thế thật. Khoảng 2 tỷ bưu phẩm hàng hóa lặt vặt đã từ Trung Quốc vào châu Âu trong năm 2023. Cơ quan hải quan không thể theo dõi xuể. Vấn đề của những món hàng rẻ tiền đó, theo bài báo, thứ nhất là nhiều sản phẩm bị lỗi. Thứ hai là bán hàng theo cách thức bị cấm tại châu Âu, kiểu tác động tâm lý khách hàng, siêu giảm giá sẽ kết thúc trong 10 giây nữa, hoặc là tạo ấn tượng không mua nhanh là hết hàng. Thế và thứ ba là lách thuế bằng cách chia thành nhiều bưu phẩm, bởi vì Liên minh châu Âu miễn thuế cho hàng nhập khẩu có giá trị thấp hơn 150 euro. Cách đây 10 hôm, Ủy ban châu Âu đã gửi văn bản yêu cầu Temu phải giải thích cơ chế ngăn chặn sản phẩm bất hợp pháp cũng như cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng theo đúng như đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu.
Tờ Jyllands-Posten ra tại Đan Mạch cho biết rằng Temu đã nhanh chóng phản hồi rằng an toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Nền tảng bán hàng trực tuyến cam kết hợp tác đầy đủ với giới chức châu Âu. Đạo luật kỹ thuật số có hiệu lực từ tháng 2 năm nay quy định rõ nếu một nền tảng trực tuyến lớn như Temu không tuân thủ quy tắc minh bạch thì Ủy ban châu Âu có thể áp mức phạt lên tới 6% tổng doanh thu toàn cầu hàng năm của nền tảng đó. Vẫn chưa ai có thể giải thích được mô hình kinh doanh của các nền tảng bán hàng trực tuyến như Temu hay Shein. Giá bán sản phẩm tới tay khách hàng quá thấp, tới mức thậm chí chưa bằng chi phí bao bì và vận chuyển. Tờ Boxen hôm thứ Ba tuần trước viết, 22% người Đan Mạch đã mua sắm trên Temu trong nửa đầu năm nay. Bài báo đề xuất Đan Mạch và các nước châu Âu phải sớm tạo lập một cơ chế, kết nối cơ quan thực thi pháp luật, đại diện doanh nghiệp và hiệp hội người tiêu dùng để có thể nhanh chóng tìm hiểu bản chất và tìm giải pháp đối phó. Bởi vì theo bài báo, bảo vệ người tiêu dùng chỉ là một yếu tố. Cạnh tranh không lành mạnh gây ra hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp Đan Mạch, đồng nghĩa với phá sản và thất nghiệp. Những món hàng nhập khẩu siêu rẻ chỉ bằng ly cà phê cần phải chịu thuế và tuân thủ tiêu chuẩn như mọi sản phẩm khác thì mới bảo vệ được sản xuất và thương mại trong nước. Đó là một số bài trên báo chí tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 20 tháng 10 thì ông Prabowo Subianto đã chính thức tuyên thệ để trở thành tổng thống mới của Indonesia. Tân Tổng thống Prabowo với những cam kết và chính sách đề ra sẽ có tác động như thế nào đến nền kinh tế của Indonesia? Sau đây là một số phân tích của các chuyên gia. Có nhiều điểm tích cực có thể nhận thấy ở chính quyền tân Tổng thống Prabowo Subianto. Trước hết là ông cam kết tiếp tục các chính sách lớn của chính quyền tiền nhiệm, trong đó có các dự án hạ tầng lớn như phát triển thủ đô mới Nusantara. Việc tiếp tục duy trì đa số thành phần nội các của cựu Tổng thống Jokowi, trong đó có Bộ trưởng Tài chính, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh ổn định của Indonesia. Phía cộng đồng doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư tin tưởng chính phủ mới sẽ tiếp tục tất cả các chính sách lớn. Và nếu chúng ta nhìn sang góc độ người dân, họ tin rằng tân Tổng thống sẽ đưa Indonesia phát triển hơn. Tổng thống Prabowo cho thấy chút khác biệt khi chú trọng hơn vào phát triển nguồn lực con người, thể hiện qua cam kết về kế hoạch trị giá 28 tỷ đô la Mỹ để cung cấp bữa ăn miễn phí cho hàng chục triệu trẻ em đi học và phụ nữ mang thai trên toàn quốc. Sẽ có những cải thiện về chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm các chương trình như bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, phát triển trường học chất lượng cao và kiểm tra sức khỏe miễn phí. Đây sẽ trở thành dấu ấn của chính phủ mới, tập trung nhiều hơn vào phát triển nguồn nhân lực. Theo các chuyên gia, thách thức đặt ra với Tổng thống Prabowo không hề nhỏ khi ông phải điều hành nội các có quy mô lớn hơn trước và biến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lên 8% thành hiện thực. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 7 đến 8% sẽ không dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang giảm tốc, trong khi mức tăng trưởng kinh tế hiện tại của Indonesia ở mức vừa phải, khoảng 5%. Thách thức lớn với Tổng thống là đảm bảo rằng nội các mới hoạt động vững mạnh và hiệu quả. Một thách thức không nhỏ nữa là làm thế nào để tìm được nguồn vốn cho rất nhiều chương trình lớn mà Tổng thống đề xuất cũng như cho các chương trình tiếp nối của chính quyền tiền nhiệm. Cũng theo các chuyên gia, chính phủ mới cần biến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% thành nhiều việc làm cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, từ đó thúc đẩy bình đẳng xã hội, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Indonesia. Hiếu Hưng, thường trú chính Việt Nam tại ASEAN. Sáng nay, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, thì Quốc hội sẽ tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế xã hội và một số vấn đề quan trọng khác. Vâng, và tại kỳ họp này thì Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 15 luật, trong đó có các luật như là luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến 13 dự án luật, trong đó có luật công nghệ nghiệp công nghệ số, luật dữ liệu, luật điện lực sửa đổi, luật đầu tư công sửa đổi, luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, luật việc làm sửa đổi. Thưa quý vị, theo kết quả khảo sát hơn 30.500 doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê, thì có đến 42,2% doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo đánh giá là xu hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý tư này sẽ tốt lên so với quý ba.
Theo đó, thì các chỉ số cân bằng của nhiều yếu tố như là đơn đặt hàng mới, sử dụng lao động và khối lượng sản xuất thì đều được dự báo là sẽ tăng trưởng trong quý cuối năm. Khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI dự báo đạt kết quả khả quan nhất với mức tăng dự báo cho khối lượng sản xuất và đơn đặt hàng mới thì đều cao nhất trong các khu vực. Và cũng theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê thì hơn 40% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 sẽ ổn định hơn so với quý 3. Ngành rau quả lại tiếp tục phá kỷ lục xuất khẩu khi mà 9 tháng vừa qua đã mang về kim ngạch hơn 5,6 tỷ đô la Mỹ bằng cả năm 2023. Liên tiếp phá được các kỷ lục xuất khẩu cũ, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình cũng luôn duy trì hơn 30% một tháng. Nhờ nỗ lực đàm phán, Việt Nam đã thành công đưa thêm nhiều loại rau quả như là sầu riêng đông lạnh, bưởi, dừa vào các thị trường đông dân như là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Vì vậy, dự báo năm 2024 này, xuất khẩu rau quả của Việt Nam có thể đạt 7 tỷ đô la Mỹ. Khách hàng lớn nhất của ngành rau quả Việt Nam là Trung Quốc, khi 65% trái cây Việt Nam được đưa vào thị trường này. Năm ngoái, sầu riêng lần đầu tiên lập kỳ tích ở nhóm mặt hàng tỷ đô, cũng nhờ sức tiêu thụ mạnh mẽ từ thị trường tỷ dân là Trung Quốc. Năm nay, thêm dừa tươi và sầu riêng đông lạnh cũng được chính thức nhập khẩu. Vừa rồi chúng tôi đã tham dự cái lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ nhất ở Bắc Kinh và ghi nhận được một cái sự quan tâm rất lớn người tiêu dùng Trung Quốc, đó là quả dừa. Thì tôi nghĩ là cái trái dừa là cái trái mà sẽ giúp cho tăng trưởng của doanh nghiệp chúng tôi sẽ tăng lên vượt bậc vào 3 tháng cuối năm. Những thị trường trọng điểm chính là yếu tố về doanh thu tốt cho doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm nay. Không chỉ củng cố ở thị trường Đông Á, nhờ lợi thế của các hiệp định thương mại tự do, doanh nghiệp vẫn có thêm dư địa tăng trưởng. Giá cả mà mình bán ở các thị trường nước ngoài tương đối là ổn định, nó không có biến động nhiều. Tại không riêng gì thị trường Nhật Bản hay Hàn Quốc mà những cái thị trường khác như là Úc, Mỹ hay New Zealand thì đó cũng là những cái thị trường chiến lược của Yasaka hiện tại. Trong nhóm 10 thị trường nhập khẩu hàng đầu của rau quả Việt Nam, hầu hết đều tăng trưởng từ 30 đến 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính điều này đang tạo điều kiện cho ngành rau quả duy trì đà tăng để đạt mục tiêu 7 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta đa dạng hóa mặt hàng, nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là cái vùng mà dân số đông, chính phủ và các doanh nghiệp của chúng ta đang xoáy mạnh vào cái thị trường này, tức là mở rộng ra thêm những cái mặt hàng. Đó, như chúng ta thấy rõ ràng là sầu riêng đông lạnh, rồi dừa tươi, rồi bưởi đi Hàn Quốc. Những cái mặt hàng này rất là chiến lược mà chúng ta có nguồn lực rất mạnh. Nguồn cung nội địa dồi dào, nhu cầu từ các thị trường truyền thống và tiềm năng đều có xu hướng tăng. Do vậy, Bộ Công Thương dự báo hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ tiếp tục thuận lợi trong những tháng cuối năm. Vào cuối tuần qua, thì quận Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức đấu giá 27 thửa đất ở tại 3 phường Phú Lương, Yên Nghĩa và Dương Nội. Sau 14 tiếng thì trải qua 14 vòng trả giá, cuộc đấu giá đã kết thúc với lô trúng cao nhất lên đến hơn 262 triệu đồng một mét vuông. Đây là mức giá cao gấp 8 lần mức giá khởi điểm. Phiên đấu giá được tổ chức từ sáng ngày 19 tháng 10 với trên 200 nhà đầu tư tham dự. Cuộc đấu giá tổ chức bỏ phiếu nhiều vòng với mức giá là 10 triệu đồng mỗi mét vuông. Các lô đất dao động từ 49 đến 72 mét vuông, giá khởi điểm 22,8 đến 32,2 triệu đồng một mét vuông, tương đương khoản tiền đặt cọc từ 222 đến 436 triệu đồng một thửa. Mức giá này được đánh giá là khá cao nếu so với các phiên đấu giá trước tại Quốc Oai, Thanh Oai và Hoài Đức, với giá khởi điểm rất thấp, chỉ từ 3,8 đến 8 triệu đồng một mét vuông. Người chúng thì cần nộp số tiền còn lại chậm nhất là 3 tháng từ khi chúng đấu giá. Nếu không nộp tiền đúng hạn thì người chúng có thể mất tiền đặt cọc và quyền sở hữu đất. Thưa quý vị, hôm qua là ngày 20 tháng 10 và ngày được dành ra để tri ân những người mẹ, người vợ, những người phụ nữ. Và ngay tại dịch vụ tài chính thì ngân hàng cũng có những gói vay riêng biệt được thiết kế riêng dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ điều hành. Theo số liệu từ sách trắng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì trong số hơn 523.000 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đang hoạt động, thì hiện có khoảng 20% là do phụ nữ làm chủ. Các gói ưu đãi này được kỳ vọng là sẽ tiếp sức cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ để phát triển mạnh mẽ hơn. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nếu không thể tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để có tiền nhập nguyên liệu đầu vào, có lẽ giấc mơ đem món thạch đen Cao Bằng đến tay người tiêu dùng đối với chị Vượng vẫn còn rất là xa. Cuối năm là thời điểm thu mua cây thạch đen mà chúng tôi thiếu vốn vô cùng. Bao nhiêu vốn liếng là tôi đầu tư hết vào nhà xưởng của hai miền Nam Bắc. Đầu tư xây dựng nhà xưởng với máy móc thiết bị tất cả mọi thứ rồi. Nguyên vật liệu bao bì thì không có được nợ cái gì cả. Có thể cần đến hàng chục tỷ hoặc hơn chục tỷ để tôi đi thu mua gom
cây nguyên liệu không? Bên cạnh nguồn vốn với mức lãi suất ưu đãi, các nữ doanh nhân cũng mong muốn được kết nối tới cộng đồng để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp do nữ điều hành, vốn chỉ chiếm hơn 1/4 lượng doanh nghiệp tại Việt Nam. Cơ quan, hiệp hội, các cái trung tâm có thể tổ chức thêm nhiều cái tọa đàm, hội thảo để có thể là cho các cái nữ doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và có thành lập những cái hội nhóm để mà tạo thành cộng đồng, cộng hưởng để mà cùng nhau chia sẻ và cùng nhau phát triển. Để đồng hành với các doanh nghiệp do nữ làm chủ, ngân hàng VB Bank đã thiết kế gói vay riêng biệt cùng hình thức vay vốn đa dạng. Cụ thể, đối với khoản vay không tài sản đảm bảo, ngân hàng tăng hạn mức cho vay 20% so với quy định. Còn với khoản vay có tài sản đảm bảo, sẽ được tăng tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo lên 5% so với quy định. Đồng thời, có những dịch vụ được may đo riêng cho tệp khách hàng này. Trong thời gian tới, thì VBank cũng sẽ tiếp tục có những cái khóa đào tạo, có những cái sự đồng hành nữa, có những cái sự phân công cụ thể hơn nữa, các cái bạn chuyên gia của ngân hàng để đồng hành với cả doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nữ. Theo thông tin của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, khoảng trống tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ điều hành tại Việt Nam đang ở mức khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, các tổ chức tài chính cần tiếp tục theo dõi dữ liệu phân tách theo giới tính để xây dựng chiến lược riêng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ để hỗ trợ kịp thời, khuyến khích doanh nghiệp nữ chủ phát triển mạnh mẽ hơn. Vâng, thưa quý vị, thời gian gần đây thì chúng ta ngày càng có nhiều sự lựa chọn khi mà đi du lịch hơn. Ở bên cạnh việc trải nghiệm ở nước ngoài này hay đi du lịch xa này, thì nhiều người cũng đang khá thích lựa chọn điểm du lịch gần nhà, có nhiều hoạt động và vẫn có những tiện ích đầy đủ như vậy. Và trong chương trình sáng ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá một điểm du lịch như vậy. Những năm gần đây thì khách hàng khá là ưa chuộng xu hướng du lịch all-in-one. All-in-one ở đây nghĩa là gì? Có nghĩa là vừa gần các điểm tham quan du lịch để du khách có thể ra ngoài và tận hưởng danh lam thắng cảnh. Tiếp theo là ở trong nội khu, ở khu nghỉ dưỡng thì sẽ có đầy đủ các hoạt động giải trí để có thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu của khách hàng. Một điểm đến gần Hà Nội, nằm tại vị trí đắc địa gần khu du lịch tâm linh Tam Trúc. Điểm đến này đã trở thành ngôi sao mới nổi trong lòng du khách. Hà Nam thì có rất là nhiều các cái danh lam thắng cảnh và có cái trục tâm linh rất là tốt. Trong vòng 2 năm qua thì cái thị hiếu của người dân miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung cũng có cái sự dịch, có cái thay đổi nhiều. Trước đây thì họ rất là thích đi những cái chuyến đi xa bằng đường bay. Tuy nhiên là trong 2 năm gần đây thì cái nhu cầu đấy chuyển thành những cái chuyến du lịch ngắn. Năm nay, tỉnh Hà Nam cũng vượt qua nhiều ứng viên khác để được vinh danh là điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á năm 2024 tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards. Thể hiện một cái minh chứng rất là rõ rệt cho những cái kết quả, những cái nỗ lực của toàn ngành du lịch Việt Nam, của các địa phương, của các doanh nghiệp. Đồng thời thì cũng là thể hiện cái sự yêu mến của khách du lịch trên toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Hà Nam đón khoảng 4,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 3.200 tỷ đồng, vượt qua cả năm 2023. Trong thời gian tới thì ngành du lịch Hà Nam sẽ triển khai một số các nội dung trọng tâm, đa dạng hóa các cái sản phẩm du lịch và chú trọng các cái sản phẩm du lịch đặc trưng tạo được thương hiệu cho du lịch Hà Nam. Nhiều di tích lịch sử, thắng cảnh, làng nghề nổi tiếng. Hà Nam là mảnh đất giàu tiềm năng phát triển khu du lịch tâm linh, văn hóa, sinh thái và ẩm thực, cũng là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Và những hình ảnh vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình Tài chính Kinh doanh sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị.